86, 89. Người con gái cũng bình thường thôi, miễn là hồng xăm là được. Mình dán được không bạn? Khuyết điểm của em là nóng tánh, hay quên lắm, trí nhớ kém. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Chào hai bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình. Mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Thành Danh. Năm nay em được 27 tuổi. Hiện em đang ở Bình Dương. Và em là giáo viên của trường tiểu học ở dưới Bình Dương luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Kim Cương. Năm nay em 25 tuổi. Hiện thì em đang học sư phạm ngành tiểu học. Và hiện tại thì em đang làm việc kiếm thêm thôi. Em làm ở Bình Dương. Ở Bình Dương luôn? Dạ. Rồi học ở đâu? Dạ, em học ở Đại học Sư phạm Phố Hồ Chí Minh. Em học hệ giờ học vừa làm. Nên là em chỉ học có thứ bảy chủ nhật mà em học ở dưới Thủ Đức thôi. Thuận lợi rồi ha. Bình Dương với Bình Dương gặp nhau dễ lắm á. Bây giờ bạn gái đầu tiên tôi sẽ hỏi bạn là bạn muốn đi tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó phải mắt hai mí, lỗ mũi cao, có công việc ổn định. Người em muốn kiếm là phải sinh năm 86, 89. Trời đất ơi, có ra cao tuổi luôn. Nói đi, nói đi bạn. Bạn bán nó sinh nhiêu? 89 bạn ơi. Được rồi. Tại sao lại 86, 89? Má tội mắt con Mỹ à. Bạn bè em như là tuổi lập gia đình cũng tuổi đó hợp. Bằng thí dụ như có người nào yêu em hết sức mình luôn, chiều chuộng hết sức mình luôn, lợp cho ăn tuổi mà sao? Nó không phải 86, 89 rồi sao? Thì em cũng không chịu. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Dạ, nhà không chịu luôn, chứ không phải là em. Dạ. Nhà có đưa ra cái tiêu chí gì nữa không ngoài cái tuổi đó ra? Nhiều khi hợp có cái tuổi à, còn nhiêu là trật lất hết trơn. Tính cách thì phải điềm đạm, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Tiêu chí của bạn đưa ra thế nào? Nói luôn. Người con gái cũng bình thường thôi, miễn là hồng xăm là được, nhìn được là ok. Gì? Không xăm. Không xăm. Mình dán được không bạn? Được, dán thoải mái bạn ơi, dán đầu dán à. Dán chi vậy? Dạ, tại vì em có cái hẹo lớn với chân xấu quá nên em dán cho đẹp. Rồi, tắm mặt kỳ nó ra hả? Dạ. Ừ, cái gì bạn trai kỳ giùm cho. Rồi, có cái ưu điểm, khuyết điểm gì không? Mình giới thiệu cho bạn. Dạ thì khuyết điểm của em á là làm cái gì cũng được, nhưng mà hơi bị chậm do em kỹ lắm, hơi cầu toàn á. Ưu điểm của em thì thích hát, thích múa, đi du lịch, coi phim. Thích lắm hả? Dạ. Thích thì hát rồi. Mình thích thì mình làm thôi. Trời mưa rơi mưa rơi, mưa nhẹ rơi trên vai em. Mưa nhẹ rơi ướt lối đường về. Nhìn anh đang băn khoăn, em thầm mong mưa thôi rơi. Nhưng lòng em cầu mong mưa vẫn rơi. Để được bên anh hai người, để được gần anh tay trong tay với anh hoài. Để sát bên anh, để nói yêu anh trẻ ngốc ơi. Dễ thương quá trời luôn. Nghe thấy sao? Hát ok à? Em có hát được không? Đáp từ luôn. Cà hát thì em chịu rồi. Anh có chơi được môn thể thao nào không anh? Thích chơi game thôi bạn ơi. Chơi gì? Còn môn nào thì cũng biết. Nói chung là mình dạy về bên thể dục á, là môn nào mình cũng biết hết á. Nhưng mà mình thích về game thôi. Game hay game? Game hay game? Tập game. Tập game á hả? Tập tạ hả? Yes. Trời ơi, bên đây nghe thích chơi game. Hết hồn hết vía. Được. Chuẩn bị chút xíu hít đất 50 cái nha cưng. Bên này có ưu khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là nóng tánh, hay quên lắm, trí nhớ kém. Ưu điểm? Cũng biết nấu sơ sơ vài món ăn. Trứng chiên luộc ở đây hả? Dạ. Cô giáo tương lai mình có dạ, bao nhiêu mối tình rồi? Em quen nhiều lắm chị. Em có 3 mối tình là 3 giai đoạn. Giai đoạn nhỏ là khoảng lớp 5. Trời bỏ đi. Cuối đi, giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối thì là năm 19 tuổi. Là em quen anh đó cũng được 5 năm. Cũng suy nghĩ là tính tới hôn nhân. Nhưng mà sau khoảng thời gian tìm hiểu nhau lâu quá thì tính cách mỗi người nó càng ngày càng đi xa quá chị. Đi xa quá nên là đi luôn. Em cũng không thích con trai mà gọi là gia trưởng hay là có tính đàn bà. Thì anh đó là dính hết những cái đó luôn. Ủa đàn bà là sao em? Tức là được, chi ly chắc tính toán với mình á. Em hay quên á, nên là em làm rồi em nói rồi xong quên mất tiêu. Đây nè, anh bên đây vậy đó, anh mới nói anh hay quên nữa nè, rồi sao? Rồi vậy đó, hai người hẹn nhau quên trường. Bạn chia sẻ một chút tình trường của bạn đi. Từ nhỏ lớn lên em có 4 mối tình. Mối tình dài nhất là quen được 3 năm. Thôi lúc... vô mối tình cuối đi. Dạ cũng được 1 năm rưỡi rồi. Người sao ta chia tay?
lấy chồng rồi ha. Dạ. Em ít quan tâm quá, em tin tưởng người đó quá. Thì nhà em ở nhà bạn gái có chừng 5 cây số à. Thì em mới phân ra là một tuần mình gặp chừng 2 lần đến 3 lần. Điện thoại thì vẫn nói. Em tin quá, hóa ra là người ta quen người khác. Em là không bao giờ là em đụng tới điện thoại là cứ thứ gì của bạn nữ cả. Phải có tôn trọng. Tôn trọng nhưng mà tại vì em phân công đó. Trong tuần gặp phân công gặp 2 lần 3 lần đó. Tình yêu làm gì có chuyện phân công. Phải yêu thích nhớ là gặp, tới nhớ là gặp. Phải rút kinh nghiệm ở đó nha bạn trai. Dạ. Bây giờ cả hai có đặt ra cái mẫu, cái chuẩn, cái người lý tưởng mình muốn tìm là như thế nào không? Bạn gái nói trước. À, em muốn anh đó phải cao cỡ mét 6. Ồ, lầm trở lên. Rồi, bên đó cao bao nhiêu bạn? Hơn. Dạ. Em có 1m61 à, 60 à. Thấy bạn cao lắm mà. Dạ quá thật. Thì ra lưng dài. Rồi, cái gì nữa bạn? Anh nói phải biết quan tâm tới em chút. Không phải là chia buổi như vậy. Mà ví dụ như là lúc nào em cần thì nên sắp xếp để đến với bên em. Cái hình dáng có thể giống đúng ai không? Người lý tưởng với lại dạ, giống anh Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu hả? Bây giờ có cái gì không thích ở người bạn trai không? Nhậu nhẹt nhiều với hút thuốc. Em không có hút thuốc. Dạ. Lại có bụng bia em không có hết. Bụng này không có bia. Đâu, mắt này cũng 2 mí mà. 2 mí lúc mà lúc nhướng lên thôi. À, có thuốc nhậu nhẹt gì không bạn? À, nhậu thì không có mà thuốc thì đang cai được tháng mấy 2 tháng nay. Còn em thì em có đặt ra cái chuẩn bạn gái lý tưởng của mình là như thế nào không? Dạ nhìn được là ok. Rồi bây giờ nhớ cái vụ nãy bên đây bạn trai gái yêu cầu hít đất á, tập gym mà. Mọi người đếm phụ anh đi. 1, 2, 3. Mày hít đàng hoàng, không có ăn gian. 6, 7. Áo hơi chật, body hơi ôm. 10, 1, 2, 3. Đất vào cái mặt nghiêng bên ngộ ha. 6, 7, 3. Lực không à. Được. Nó cho nửa đoạn đường được rồi. Rồi, được rồi. Quá dữ, quá dữ. Được. Khỏe re, mặt không biến sắc mà hít là gì vậy? Ủa gì vậy? Thay, thay đổi. Ủa gì vậy? Mặt có nước tím riệm luôn à, chứ không có thay đổi. Trời ơi, đàn trai khỏe, chào em. Chào anh. Dễ thương quá. Dạ. Em định chừng nào mình cưới được? Chắc cũng phải 2 năm hơn. Năm sau ra trường làm luôn được rồi. Vậy để coi tình hình sao đó. Bây giờ thí dụ như làm dâu được không? Dạ, em không thích làm dâu. Không thích làm dâu? Dạ, em muốn có một cái ngôi nhà riêng của hai đứa. Em thích sinh trai hay gái? Dạ, trai gái gì em cũng thích hết. Để dạ. Hỏi em. Thứ nhất á, cô không thích làm dâu. Tại nhà em có mình em là Út à. Hai chị lấy chồng và đang ở với ba mẹ. Giờ phải làm dâu. Ở thời gian em mà cảm thấy anh thuyết phục anh đi, thuyết phục anh như không anh muốn ở làm dâu. Nói chung là ở đây là Út nên cũng về nhà, nhưng mà làm mà nếu hai người mà dư ra thì cũng có thể là làm xây nhà riêng được cho mình. Còn trai gái thì đều con mình hết, nó không có quan trọng về cái điều đó. Đúng rồi. Ở nhà thì chừng thứ hai đi, 2, 3, 4, 5 thôi. Thứ 6, thứ 7, nhật có thể về nhà gái ở được mà. Chia qua sẽ lại. Được không em? Điều, ha. Dạ. Được không? Dạ, em muốn biết ý kiến của người thân của em. Đây em đi với ai? Dạ, em đi với anh chị hai của em. Chứ tặng những người bạn thân của em. À, em chào chị Cát Tường. Anh này là anh chào hay là rể? Em là anh rể của Kim Cương. Anh thấy được không anh? Sắc đẹp của em trai bên đây thì anh không có dám nhận xét. Đó chút em mở ra nó mới hấp dẫn. Còn hồi nãy bạn bên đây có nói là bạn nóng tính, bạn hay quên, nhưng mà theo anh nghĩ là bạn vô tâm thì đúng hơn. Thì cái đó đôi lúc nó cũng là cái bệnh chung của đàn ông mình thôi. Cái này cũng có thể là mình cải thiện được. Rồi, cái quan trọng là khi mà em hai đứa mở cái màn này lên gặp. Cái thứ nhất là phải hợp nhãn. Cái thứ hai là phải hợp về cái gu, về thời trang, về ẩm thực hay là về du lịch. Còn cái thứ ba là cái là quan trọng nhất, đó là phải hợp về cái quan niệm sống của nhau. Anh cũng chúc cho hai đứa khi mà mở cái màn này ra cảm thấy là thích nhau rồi từ đó bấm nút ha. Cái vụ làm dâu làm rể gì đó thì về phía gia đình anh chị có ý kiến gì không? Cái này em nghĩ là để cho chị của Kim Cương nói thì nó là đúng hơn. Kim Cương thì em nghĩ là Kim Cương nó làm được. Kim Cương nó thích xây nhà riêng á, thì mình có thể xây nhà gần ba mẹ của bên bạn trai cũng được, nếu mà mình có điều kiện. Nhưng mà cho chị hỏi coi, em ở Bình Dương nhưng mà ở huyện nào? Dạ em ở Bầu Bàng chị. Là cũng xa. Tại vì Kim Cương hiện ở bên Dĩ An. Cỡ 20 cây á. Đi cũng quan trọng đó chị, yêu nhau là tới đâu cũng đi hết á. Thế đề nghị đó được không? Nếu mà sau này thì mấy ấm riêng thì chắc là sẽ có. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với hai đứa em họ
Hai đứa em họ đâu? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Anh thấy chị dâu tương lai bên nó được dạ, không em? Dạ chị cũng dễ thương, cũng lanh, chị nói chuyện lanh lắm. Ý mình thích chị dâu vậy không? Dạ cũng được. Cũng được. Dễ quá vậy. Kéo màn lên để xem nhiều hai bạn thứ lắm. Thế nào. Ẩm thực, thời trang, du lịch, cuộc sống. Chào bạn. Dạ. Thích đất em. Đất thêm 25 cái nữa nổi không? Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn nhé. Mình nói lên cảm nhận của người đối diện mình như thế nào. Bạn gái nhìn dễ thương. Nếu mà em ở xa vậy thì anh sắp xếp thời gian như thế nào á? Tuần làm có 3 bữa thôi. Thứ 6 đến thứ 2 là những ngày nghỉ. Là những ngày đó lên được. Coi như tuần làm có 3 ngày thôi đó hả? Dạ. 3 ngày làm cơ quan, 4 ngày kia phải làm gì thêm? Ừ. Có tính không? Dạ có. Theo anh là anh muốn bao lâu mới lấy vợ? Nếu mà trong năm sau bạn nữ ok là anh ok. Ủa ok là lấy gì anh cưới? Mẹ lo hả? Hồi xưa em cũng để dành tiền thôi. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu gì đó thật tình cảm với nhau rồi mới quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Con gái này nhìn rất là dễ thương. Thì tánh em thì con gái dễ thương chẳng chờ là ok. Em thấy thì nhìn tổng thể thì cũng được được. Hai chữ được. Rồi thôi, chúng ta hết thời gian các bạn. Nào, để tay vào nút mời bấm. Mời các bạn đặt tay lên nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Một. Hai. Hai. Ba. Hết thời gian. Như vậy là bạn gái không bấm nút. Chắc như mình chắc cũng chưa tới. Trái tim chưa có rung động. Dạ. Nếu mà không có quen thì làm bạn uống cà phê thì mấy chuyện đó là rất là bình thường. Đúng rồi. Là đàn ông mình phải tạo một sự tin tưởng cho người đối diện. Cố gắng một năm nữa phải chuẩn bị thật tốt cho cái cuộc hôn nhân sắp tới. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Ra chuộng, độc đoán, đi mà cứ lứa gái lằng nhằng là bỏ. Bạn bên đây ngồi đâu ngồi đó, nhìn đâu nhìn một chỗ. Có điều kiện về em sẽ cảm ơn nhân tình. Qua đây thì những chàng trai hãy rút kinh nghiệm nha. Chúng ta xem những cái gì chúng ta chưa có, hãy bổ sung vào cái con đường tình duyên của mình. Và hy vọng rằng rất nhiều nút bấm của khán giả truyền hình, của fan chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ bấm cho bất kỳ một ai đó, chàng trai hay là cô gái. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi số 2. Hả mà. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ em xin chào anh Linh. Em rồi. Chào chị Cát Tường và toàn thể khán giả. Chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ. Em là Nguyễn Tiến Ngọc, em sinh năm 1984. Em hiện tại đang là nhân viên xuất nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê ở đâu? Dạ em đến từ Hà Tĩnh. Mời bạn nữ. Dạ xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường. Chào chú Nguyễn Linh ạ. Dạ chào chú. Dạ em tên là Lê Thị Lan Anh ạ. Đến từ quê lũ Thái Bình. Năm nay em 25 tuổi ạ. Hiện đang làm ở công ty về lĩnh vực quảng cáo của Nhật ạ. Tình sử mình có mối tình nào chưa? Dạ có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình? Dạ. Rồi, mối tình cuối cùng là bao lâu rồi? Mối tình cuối cùng cái đây hơn năm ạ. Mình có rút ra được gì sau mối tình đó không? Mình có... Nói chung là nhiều lắm chị. Không quen trai mà ra chuộng, độc đoán, vũ khô. Mà nhất là đi mà cứ liếc gái, lằng nhằng là bỏ. Bạn trai. Dạ. Có liếc gái, có vũ phu. Dạ, có lăng nhăng bỏ mình đó là sao? Bạn dạ. Bên đây ngồi đâu ngồi đó, nhìn đâu nhìn một chỗ. Dạ. Không thay đổi. Dạ những cái điều mà bạn nữ nói là em không có. Đúng rồi, tôi nhìn thấy là bạn nữ như vậy là dạ. Rất là thật thà ha. Dạ vâng. Mấy mối tình này? Dạ em 2 mối tình nhưng mà chính thức là 1 mối tình. Là có đặt ra một cái chuẩn mẫu người bạn trai mình muốn tìm là người như thế nào không? Dạ em thì không có chuẩn nhiều. Bạn trai thì cao 1m65 trở lên là được ạ. Ừ. Khỏe mạnh. Đẹp trai tí thì càng tốt. Mà bạn trai bên kia có hiền không ạ? Hiền, hiền lắm. Hiền em quá hiền em ơi. Nhưng mà đẹp trai là đẹp quá là sao? Luôn. Mỗi người có một cái khái niệm về cái đẹp khác nhau. Dạ, nhìn khuôn mặt thì cũng dễ nhìn. Đừng có già quá như chú Quyền Linh thì được ạ. Đây 32 tuổi đúng không? Dạ. Chú bằng tuổi chú út nhà con nên là con thấy chú đẹp trai thì có nhưng mà không hợp với con. Chú hợp với con, chú ngồi ghế này rồi.
Chị so chú với bạn trai con sao được? Ây da, bỏ chú Huyền Linh qua bên đi, mình bỏ tính bạn trai nè, đúng rồi. Già nó kéo chú vô hoài vậy. Không có thích cái gì ở bạn trai không? Dạ, cờ bạc hút thuốc rượu chè. Dạ không có, em không có anh ạ. Không có đúng không? Dạ. À, được rồi. Cờ bạc hút thuốc rượu chè không có. Con nói sao cho bạn trai tại vui vậy? Bạn đang ngồi buồn hiu à. Em chào chị ạ. Ủa sao chào mà không có cảm xúc gì vậy? Buồn, đang buồn. Dạ tại vì tâm trạng em hơi căng thẳng, không có gì. Trời ơi, nhìn mình cái là mình căng thẳng theo luôn á trời. Mình có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình là người như thế nào? Cao từ 1m54 trở lên được rồi chị. 1m54 trở lên. Em có 53 anh ơi. Có phần nhỏ nhỏ. Nhỏ con lắm. Không có thích cái điều gì á? Em không thích người phụ nữ là tính nhiều chuyện, thứ hai nữa là hay cái phán xét so đo chị. Rồi, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới? Dạ năm sau chị ạ. Năm sau? Dạ. Mình chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ vâng. Em cũng đang làm nhà và cũng đang chuẩn bị. Dạ. Nãy giờ mình qua đây bạn ấy không biến đổi sắc mặt luôn á. Một cái gương mặt duy nhất cười, cười với tôi, nụ cười thiện cảm, tôi về tôi nói tốt cho nè, cười 2, 3. Trời ơi, không cười giống như là ổng hăm dọa mình vậy đó. Cái chồng đàn trai của tôi, đàn trai tôi hiền hậu nhút nhát mà nó cười vậy là được rồi đó. Nó buồn luôn, trời ơi. Tại sắc mặt vậy anh? Tại sắc mặt nó vậy rồi mà. Trong tinh thần qua thấy vui không? Tinh thần thấy vui được rồi. Để qua coi con cháu bên đây sao mà nó... Bên đây vui. Vui không? Vui. Chào con. Giờ anh bên đây anh hơi hiền lắm á. Dạ hiền cũng được ạ, con thấy bắt nạt. Hiền con thích không? Dạ thích. Hiền để con dễ bắt nạt. Con có tật xấu gì khai với anh luôn đi. Tật xấu thì con nhiều lắm. Nhiều lắm, khai một số cái của anh có thể chịu nổi không? Dạ ham ăn, ham chơi, ham vui ạ. Còn gì nữa con? Dạ lâu lâu thì làm biếng. Thức trễ thì được nhưng mà ngồi dậy sớm thì không được ạ. Còn gì nữa không? Cứ tạm vậy thôi. Như đó cũng mệt không rồi. Ham chơi, ham ăn, làm biếng được không? Dạ được anh. Trời ơi. Vậy ổn rồi. Ha. Được nhưng mà có điều kiện về em sẽ cảm hóa dần dần. Đúng rồi, phải cảm hóa. Em khó cảm hóa lắm. Cái câu này là hay nè. Về điều chỉnh dần. Câu này bắt tay em ha. Cái gương mặt của anh này cảm hóa được. Bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân rồi ha. Dạ. Và đi với ai? Dạ em đi với sếp em gái ạ. À, có sếp, có sếp được rồi. Dạ. Nghe ý kiến sếp coi sếp. Sao. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Thì trên vai trò là sếp thôi, chứ thật ra em là bạn của Ngọc. Từ hai anh em từ thủa chăn trâu cắt cỏ cơ. Rồi là cũng là bà con họ hàng đó. Nên quan nghệ thì cũng rất là hiểu cái tính cách cùng những cái suy nghĩ của Ngọc thôi. Ngọc là một người rất lãng mạn, là gọi là tay MC của công ty. Khi mà công ty có cả cái team building gì đó. Trời nhưng ơi, mà... MC mặt đẹp, mặt không, nhưng thiện mà, cảm quá. Nhưng mà cái vấn đề của Ngọc thế này, đối với những người thân quen thì rất là hòa đồng vui vẻ. Còn những tiếp xúc ban đầu có thể tính chất công việc của Ngọc thôi. Là một nhân viên xuất nhập khẩu thì cần cái sự tập trung nhiều về cái vấn đề đổi chính xác cho tới cái khâu về hàng hóa mọi cái, nên là Ngọc hơi rụt rè. Nếu thực sự em tìm kiếm một mẫu người đàn ông cho gia đình đó, thì trong mắt anh, nếu anh là một cô gái, anh sẽ tìm những người đàn ông như Ngọc. Cái vấn đề là một người đàn ông người ta biết quán xuyến tất cả các công việc trong gia đình, từ miếng cơm manh áo, lo cho gia đình hai bên, lo cho em út, tất cả mọi cái. Thì câu của anh chốt là bấm nút đi em và hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn ý kiến của anh, em rất vui nhưng em hơi rung, em không cười được. Dạ. Mình có đi với người thân mình không em? Dạ em có đi với cả chị đồng nghiệp và hai đứa em ạ. Vâng. Chào em. Con chào chú Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người ạ. Chào con. Thế anh thì nghiêm túc nhưng mà nhưng cái gì? Dạ em cũng mong là nếu mà anh chị đến với nhau thì anh cũng nghiêm túc với cái tình cảm với chị. Ồ, anh rất nghiêm túc. Cảm ơn em. Dạ. Khoan, trước mắt trước khi mà hai người gặp mặt, tôi muốn thử cái này cái. Hồi nãy tôi bất ngờ khi nghe sếp của anh nói là Ngọc làm MC, MC của cơ quan đúng không? Dạ ở công ty thì mỗi lần gặp gỡ thì em luôn là những người nói nhiều nhất và cũng có thể nói là gần như là MC. Dạ. Bây giờ thử cái đi, coi như bữa nay công ty họp mặt nè, sếp có sếp nè, có Huyền Linh Cát Tường, anh giới thiệu vậy thôi. Chào đón quý vị quan khách tới là buổi lễ gì đó. Sau hôm nay giới thiệu sếp rồi giới thiệu Cát Tường lịch đứng về làm cái nó khí thế à. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu MC Ngọc, bắt đầu. Dạ xin gửi lời chào chân thành nhất tới toàn thể khán giả và các bạn có mặt ở đây hôm nay ạ.
Dạ, hôm nay là chương trình Tôi Muốn Hẹn Hò. Tôi rất mong là chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa. Dạ. Chương trình này có ai, xin hiểu luôn. Dạ. Về phía đoàn đại biểu, chúng tôi xin giới thiệu anh Quyền Linh ạ. Và chị Cát Tường là khách mời danh dự của chương trình ạ. Và toàn thể khán giả đây ạ. Dạ. Căng thẳng thôi, nói chuyện lưu loát mặt vẫn buồn. Dạ, em không phải nghệ sĩ nên em không phải lúc nào em cũng bùng nổ được. Đúng rồi, chính ra là anh Ngọc ở chỗ nè, là khi nào người quen anh thoải mái. Dạ. Nhưng bởi mình lạ, hơi căng thẳng thôi chứ bình thường anh cũng dữ dội lắm á. Dữ dội. Thấy cũng dữ lắm à. Dạ, dạ. Rồi, thôi cho hai người gặp được nhau rồi, đi. Thoải mái cho Ngọc ha. Dạ. Tài năng có thừa. Dễ thương mà. Nào, bắt đầu, cô đẹp lắm đó nha. Anh tặng em bỏ hoa. Em cảm ơn anh. Anh thấy em thế nào, có giữ không ạ? Nói chung hiện tại chưa phát hiện gì bất thường. Cái bất thường là sao? Cái đùa nãy giờ giấu nghề đó. Anh làm bên xuất khẩu như vậy thì chắc đi giao tiếp cũng nhiều á. Mà tại sao lại chưa có bạn gái tới bây giờ? Trước giờ cũng lo nghĩ cho sự nghiệp và cũng lo cho em gái á. Rồi anh nhiều lúc anh ngồi mình cũng cứ nghĩ là con trai thì mình cứ từ từ. Thoáng cái thấy 32 tuổi rồi. Mẹ anh là nhà anh là con cả. Anh con cả. Em cũng con cả, cũng phải lo cho gia đình anh. Thì liệu như vậy thì có lo được hai bên đồng đều không ạ? Anh nghĩ là mình sẽ làm được điều đó. Bây giờ mình cảm nhận về ngồi đối diện thế nào, mình nhìn thẳng mắt nhau đừng có nhìn ai hết á. Dạ không, thì thấy anh ấy nghiêm túc thì con cũng nghiêm túc thôi chứ tôi không dám cười. Thoải mái đi, có gì ai cũng không cười. Thôi, cứ thoải mái đi, của mình là mình. Hôm sau anh sẽ cười bù cả buổi cho em coi. Bây giờ nè, hai bạn cứ nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây. Chúng ta nói hết những cái gì suy nghĩ về mọi người đối diện, về cảm nhận. Xem con tim mình nó có thổn thức chưa, nha. Anh nghiêm túc quá à. Cười đi cho em bớt run. Sao mà run được em? Bây giờ anh trị em được rồi đấy. Em bắt đầu cảm hóa anh. Đúng rồi, đang cảm hóa được rồi đấy. Mày giỏi đó chứ. Mới nhìn cái quý quá thấy không? Sao tim, cảm giác thế nào mà? Tim đập mất bình thường chưa? Dạ bình thường lại rồi ạ. Em nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Dạ. Nói lên những cái suy nghĩ của mình trong lúc này. Nói chung là em hy vọng nếu mà hai đứa mà tiến tới được thì em cần cái sự nghiêm túc trong tình cảm á. Tại vì con gái thì cũng dễ bị tổn thương. Vậy anh hiểu cái cảm xúc của em cũng giống như nhiều cô gái. Đang trẻ mình mà yêu sai lầm thì mình mất cái tuổi trẻ. Mà bây giờ lớn mình yêu sai lầm mình sẽ mất cái tuổi già. Rồi, mọi người suy nghĩ thật kỹ nha. Trải nghiệm những cảm xúc của mình ngay tại đây. Bây giờ đến giờ phút quan trọng nhất. Quyết định mình có đồng ý tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau, đi cùng nhau trên một con đường hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ mới cổ mới là người quyếu nè. Nắm tay nha con. Về nhà nắm đi chú. Về nhà nắm đi chú. Nắm chặt vô anh. Quyết định mình đàn ông mà. Mình phải mạnh mẽ. Mình công khai mạnh mẽ lên. Thôi cảm ơn. Mọi người rất là vui. Xin gửi tặng các bạn những cái vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Còn đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản trị giá 1.000.000 đồng. Chúng ta vừa xem phim vừa mua sắm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng dành cho hai bạn bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Ủa gì vậy? Nhiều mọi người cười dữ vậy. Dạ, qua đây cho em gửi lời cảm ơn đến anh chị và ban biên tập chương trình và toàn thể khán giả đã cho chúng em một ngày gặp gỡ rất ý nghĩa hôm nay ạ. Chúc cho các bạn hạnh phúc sẽ mau đến sớm. Dạ em cảm ơn. Chúng tôi sẽ nhận được thiệp mời càng sớm càng tốt. Dạ vâng ạ. Đưa bạn gái đi xem. Dạ cảm ơn chú. Thì
sẽ chạy lên phòng em ngồi khóc nhưng gái vậy. Vậy chắc em phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn đó. Hả? Bạn trai đang cười thúc thích chắc là đang vui lắm đi, đang háo hức chờ gặp bạn gái đúng không? Hello em. Dạ chào chị. Ờ, chị nào? Dạ chị Cát Tường. Rồi, chưa có mở mặt nạ ra mà tôi thấy đoán có vẻ cũng hơi đẹp trai đó. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ ra mời bạn gái vô nha. Dạ dạ. Ừ. Rồi mời em vào trong. Rồi được chưa? Mở mặt nạ ra đi Nam ơi, tôi hỗ trợ phụ nữ thôi. Dạ chào chị. Trời ơi, đeo mặt nạ có lằn lên đổ mũi luôn ha, massage chút xíu nè. Rồi. À, chào em. Chương trình và chị Cát Tường. Ừ. Dạ em tên là Đỗ Huỳnh Quốc Khánh, em sinh năm 1993. À, em quê em ở Bình Thuận. À, em vô đây sống với gia đình. Vô lâu chưa? Dạ vô cũng mới đây 20 năm rồi. Chê chữ tôi mới mà mới 20 năm mà ha. Công việc mình hiện tại là công việc gì? À, gia đình em làm bên đầu tư nhà đất đó, nên em làm môi giới cho gia đình. À, làm môi giới cho gia đình về đầu tư nhà đất. Trước đây mình học cái gì ra? Dạ em mới học xong 12 thôi. Mới học xong 12 là phụ gia đình luôn tới giờ. Có vốn riêng không? Dạ có gia đình thôi chứ cũng chưa có vốn. Có gia đình thôi, làm nhiêu là ba mẹ quản lý hết phải không? Phụ giúp gia đình thôi đúng không? Tuổi trẻ tài cao, tương lai còn dài. Mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh nói diện ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Chu Thị Tiên. Năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cái Bè Tiền Giang và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ, đang làm công việc gì cơ? Dạ, hiện tại thì em đang làm giáo viên tại trường quốc tế Bắc Mỹ. Dạy về cái gì? Dạ, em hỗ trợ người nước ngoài phụ trách cái môn lịch sử, địa lý, tiếng Việt mà dạy bằng tiếng Anh. À, nói chung là em hàng ngày là em dạy bằng tiếng Anh hay dạy bằng tiếng Việt? Dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh. Dạ. Muốn học tiếng Anh không? Dạ có, và cũng đang cần người bạn dạy tiếng Anh. Đang cần người bạn dạy tiếng Anh. Dạ. Tuyệt vời. Đầu tiên có một sự trùng khớp, một bên cung một bên cầu. Được. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em cảm nhận thấy mình là người nấu ăn cũng khá là giỏi. Vui vẻ, hòa đồng, hài hước và năng động. Còn điểm yếu của em là hơi nhạy cảm với lại mù đường. Dạ, mù đường là nhiều khi một cái con đường đó em đi rất là nhiều lần rồi nhưng mà vẫn đi lạc. Có một lần em đi qua nhà bạn em chơi chợ Bà Chiểu á. Bạn đi là em nhờ bạn em phải vẽ một cái bản đồ cho em là bây giờ mày phải đi thẳng, sau đó mày gặp đèn xanh đèn đỏ biểu trái, xong rồi biểu phải gặp cái con đường gì đó thì em đi được. Xong cái bạn về em tự tin là em có thể đi được, xong cuối cùng em đi lạc tới bến xe An Sương luôn. Phụ nữ thì thường hay vậy, bởi vì mình phải cần có người đàn ông. Dạ. Còn em? Dạ thì em điểm mạnh là em thật thà thẳng thắn. Thật thà thẳng thắn. Chứ là chân thành. Chân thành. Dạ. Và em rất giỏi về chụp hình. Giỏi chụp hình. Dạ, và biết rất nhiều đường trên thành phố này luôn. Wow, lại một hồi nãy bên đây là cung, bên đây cầu, bây giờ ngược. Dạ. Lại bên đây. Em thích chụp hình. Thích chụp hình lắm hả? Rồi một chút xíu nữa sau khi cửa trái tim này mở ra sẽ có một cái màn chụp ảnh, được không? Dạ được, em sẽ tạo dáng cho bạn nó chụp. Đúng luôn, chị cũng muốn nữa. Điểm yếu của em là người khác nói nặng em tí xíu là em sẽ chạy lên phòng em ngồi khóc nhưng gái gì. Trời đất, nghe không? Nghe. Chỉ cần chọc giận cái lên phòng khóc như con gái vậy đó. Vậy chắc em phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn đó. Hả? Cũng được, hợp dạ, lý. Dạ, cũng cần người phụ nữ mạnh mẽ. Có tật xấu gì không? Thì ngủ thì không mặc đồ thôi. Hiện tại đang ngủ với ai? Dạ, một mình, không thể ngủ với người khác được. Không mặc đồ gì hết? Người khác thì sẽ có mặc đồ. Không mặc gì cả? Dạ. Mặc đồ vô ngủ không ngon. Không mặc ngủ mới ngon. Dạ, nó hơi khó chịu. Máu huyết lưu thông. Dạ. Có tật xấu gì nữa không? Có khi là ở một mình, thường ba mẹ đi công việc. Ừ. Thì em ở một mình em không mặc đồ rồi em chạy vô phòng vệ sinh em tắm. Giống như là đang đợi một cơn mưa vậy đó. Hồi nhỏ là em thích ra trời mưa mà không mặc đồ để em tắm lắm. Rồi bây giờ không có chạy ngoài đường thì chạy trong nhà. Chạy trong nhà, chạy ngoài đường là người ta bắt á. À, hồi nhỏ ở trường vòng vòng tắm mưa. Bạn đó cũng có những cái giống em hồi xưa, còn nhỏ em cũng vậy. Thì hồi nhỏ ai em ở trường tắm mưa, nhưng bây giờ vấn đề bạn ấy lớn rồi, bạn ấy vẫn ở trường đi tắm. Không, mà giờ em lớn rồi không có vậy nha chị. Mà bạn ấy vẫn vậy. Em nghĩ sao? Hơi kỳ. Tao có mình đâu, đâu kỳ. Có người thì em sẽ sửa chứ không thể nào. Cần gì sửa, rủ người đó làm chung. Được không? Để em phải suy nghĩ lại chị. Vui á. Lạ đó. Gu lạ. Được. Tình trường sao? Dạ, em đã trải qua một mối tình kéo dài 5 năm. 5 năm? Dạ, và đã chia tay. Mối tình 5 năm? Dạ. Ôi, cuộc đời chị chưa có bao giờ quen ai mà dài dữ vậy hết trơn. 5 năm sao chia tay ủ vậy? Dạ, lý do mà khiến hai người chia tay á là có những cái quan điểm sống nó không có trùng với nhau á. Định điểm chính á là do là anh ta phản bội với người thứ ba. À, là do có những cái không trùng khớp. Dạ. Rồi đâm ra không có, thay vì là giải quyết
mình quen lâu quá có một giai đoạn sẽ cảm thấy chán nhau. Dạ. Phải không em? Có giai đoạn bị chán thì thay vì cái đoạn đó mà mình tình cảm với nhau hơn là mình vượt qua. Còn đằng này anh ấy đã có một phút sai lầm, đúng không? Dạ. Không bỏ qua được hả? Không tha thứ được hả? Không hàn gắn hả? À, em thì là tha thứ cho anh đó nhiều lần rồi nhưng mà em nghĩ là anh đó thì nhưng mà một khi đã quyết định ra đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Rồi hiện tại còn liên lạc với nhau không? Dạ không, hiện tại thì anh đó đã lấy vợ được 2 tháng rồi. Lấy cái người đó hay là lấy người khác nữa? Dạ người khác. À có nghĩa là cũng không phải nguyên nhân là để bỏ em để theo cái cô đó. Đó này là khác nữa. Nhưng mà em chia tay với anh đó lâu chưa? Chia tay hơn 1 năm rồi ạ. Rồi bây giờ có còn nhớ tới cái mối tình 5 năm đó không? Nếu mà nói mà mình không nhớ thì mình cảm thấy là đó là không phải là tình yêu. Thì lâu lâu thì em cũng hay nhớ về những kỷ niệm hoặc là những cái con đường mà hai người đã từng đi qua thì em vẫn nhớ. Những kỷ niệm đẹp thì em vẫn giữ trong tim mình ạ. Những con đường đó đường nào? Nói mai mốt rủ ảnh đi qua con đường đó để đạp lên những kỷ niệm. Hay là sẽ không bao giờ đi lại những con đường đó? Chắc chắn là em sẽ đi lại những con đường đó và xem đó là những kỷ niệm đẹp thôi. À, ai cũng sẽ có những cái quá khứ, có những cái quá khứ đẹp, có những cái quá khứ không đẹp. Nhưng tất cả đều là những trải nghiệm của cuộc đời. Và chúng ta nên trân trọng mỗi cái khoảnh khắc đã qua với mình. Và em nghĩ là em cũng nên là cảm ơn người đó rất là nhiều. Vì nhờ người đó mình đến ngày hôm nay em cảm thấy em rất là trưởng thành nhiều hơn. Như lúc trước thì em có là sống rất là trẻ con. Đó là những cái nhiều khi mình nói đó là cái giá của cuộc sống. Mình phải trải qua thì mình mới có sự cảm nhận, mình mới trưởng thành. Em thì sao? Dạ em có một mối tình lúc đi học năm 11 thôi. Nhưng mà ba mẹ em khuyên thì không nên tiếp tục nữa thì em ngừng lại để em tiếp tục học. Rồi còn về sau thì có một số cuộc tình thì em thoáng qua vậy thôi chứ cũng không có. Vậy là cũng chưa có cuộc tình nào sâu đậm. Nhưng bây giờ em đã muốn có một cái mối tình khắc cốt ghi tâm chưa? Hay là vẫn chưa nghĩ tới, hay là nghĩ mình còn trẻ, hay là mình còn lông bông, hay mình còn ham chơi? Dạ thì em cũng muốn có một người bên cạnh để mình cùng hướng đến cái mục tiêu lớn của em. Kế hoạch của em là bao lâu thì em sẽ lấy vợ? Tầm khoảng 2 năm, 3 năm. 2, 3 năm nữa. Em thì nghĩ sao? Dạ thì hiện tại công việc của em cũng chưa ổn định. Em dự định là khoảng là ít nhất là khoảng 1 đến 2 năm nữa thì em mới nghĩ đến việc lập gia đình đó. Thật ra phụ nữ nha, nếu mình quen người ta lâu, mình không có cái ý tiến tới hôn nhân, người ta cũng sẽ nản. Mình quen nhau 6 tháng 1 năm mình cảm thấy hợp thì mình đã bắt đầu hứa hẹn và bắt đầu vun đắp. Rồi mình lên kế hoạch cùng nhau. Chứ chị nói thiệt, chị quen ai mà kéo dài quá mà quen 6 tháng rồi mà không thấy ai, người đó nói là mình sẽ lo lấy nhau nha em hay là như nào là mình sẽ nản liền. Dạ. Lý do tại sao em phải muốn tới 2-3 năm nữa? Thì cũng như bạn mình đó nói thì em nghĩ là mình cũng phải nên ổn định mọi thứ. Và em phải chắc chắn, em phải có thể lo lắng cho người ta được thì em mới dám quyết định làm cái điều đó. Cũng đúng. Dạ. Mẫu người bạn trai mà em mong muốn tìm kiếm? Mẫu người bạn trai thì em không có quan trọng là người đó phải cao to, đẹp trai, sáu múi gì. Mà quan trọng là cái nội tạng bên trong như thế nào. Cái nội tạng? Không, ý em ở nội đây tạng là... em hết, em ý em ở đây là anh ta có một trái tim ấm áp, biết yêu thương. Và đặc biệt là phải lễ phép tôn trọng người lớn và đặc biệt là với phụ nữ. Những tiêu chuẩn đó có khó lắm không? Dạ, được. Rồi cái nội tạng em hư chỗ nào? Cái phần nào hư? Chị sẽ đi thay thế, ghép tạng cho em. Dạ em bị bệnh thận á chị. Dạ, bệnh thận hay đi tiểu nhiều thôi. Đó là cái hư rồi đó. Có đi khám bệnh chưa? Dạ có khám nhưng mà bác sĩ nói bình thường, không sao, em cứ sống tiếp tục. À, bình thường. Chị đây, năm chị 18-20, chị đi diễn cho đoàn kịch thành phố Hồ Chí Minh. Cả đoàn, và đến tận bây giờ xong 24 năm làm nghề, ai cũng biết. Đi đâu có chị Tường là lúc nào cũng phải nghiêm kiếm toilet. Cứ bình quân một tiếng chị sẽ đi toilet một lần. Sẽ giống em vậy? Nhưng mà chị đã đi khám bệnh rồi, khám thận luôn. Dạ. Nhưng mà người ta nói bình thường. Mà nhiều người cứ nói là nhỏ này thận yếu nhưng chị đi khám bệnh thì vẫn bình thường. Dạ, nhưng dạ. Mà cứ bình quân một tiếng là chị sẽ đi toilet một lần. Một đêm ngủ chị sẽ đi toilet 2-3 lần trong đêm là chuyện bình thường. Dạ, thì đó lý do là em không mặc đồ đi. À để mất đỡ mất công đó phải không? Cũng hay. Dạ. Có lý do hết nên mới vậy thôi. À rồi, vậy chắc tôi phải bắt trước quá. Rồi, được rồi. Mẫu người bạn gái của em? Có đôi mắt đẹp và giọng nói dịu hiền. Nãy giờ giọng nói nghe thấy sao? Dạ, giọng nói cô giáo thì thường là rất là hay và tuyệt vời. Đôi mắt đẹp. Trời ơi, cái này đông quá sao mà thấy được. Trời ơi, trời. Kiếm chắc chết quá. Này nè, tấm này ít còn đỡ nè. Đây, cô gái có đôi mắt đẹp. Chàng trai của tôi đâu? Kiếm đi, cũng tương đối dễ kiếm đó. Dạ. Hãy cho nhau một gợi ý đi. Em hãy nói cho anh cô ấy biết một cái gợi ý để có thể tìm em. Anh mặc áo trắng quần đen em. Ờ, hình như ai cũng mặc áo trắng quần đen cộng hết đúng không? Được. Ai cũng mặc áo trắng quần đen. Em cho ảnh một gợi ý luôn đi em. Anh thấy ai có đôi mắt đẹp nhất đó là em. Trời ơi, đúng hay quá em ơi luôn. Ai đôi mắt đẹp nhất ráng kiếm đi. Lấy kính lúp.
Lần sau các bạn tham gia chương trình hẹn ăn trưa nhớ đem theo cái kính lúp để rọi hình nha các bạn. Tấm đó là dễ tìm nhất, các tìm đi. Nhận ra chưa? Em nghĩ cái bạn ở giữa nè. Nghĩ bạn ở giữa? Dạ, này. Lý do? Bạn có đôi mắt đẹp. Phải không? Rồi, ráng đi. Ráng bảo bảo vệ cái quan điểm đó của mình đi. Dạ, ra dạ. Chưa? Chị, em đang phong cho hai người. Hai người? Dạ. Ai với ai? Rồi, vậy em chỉ chọn một thôi chứ em đâu được chọn hai người. Nhưng mà phải coi nha, anh đó xuất hiện trong tất cả các tấm hình. À, vậy là... vậy tại là... vì hình của ảnh đưa, phải có ảnh anh mới đưa chứ không có hình ảnh anh cất làm chi. Còn 15 giây nữa thôi, hãy đưa ra quyết định của mình. Anh chàng đó, đâu ảnh là anh nào bên đây đâu? Sao em thấy không giống ta? Anh này chị ác dễ sợ luôn à. Tìm đi, ảnh sẽ xuất hiện trong cả hai tấm hình đó. Ai là người xuất hiện trong hai tấm hình? À, nhìn này. Rồi, bạn hãy giữ quan điểm của bạn đi. Được chưa? Dạ. Nhìn kỹ chưa? Bây giờ cánh cửa trái tim sẽ được mở ra. Hãy xem bài test nghiệm đầu tiên của chúng ta như thế nào. Một, hai, ba. Chào em. Dạ, chào anh. Sao hai em? Sai dạ. Chị ơi. Rồi, em cũng sai bét luôn. Sai hết rồi. Trời ơi, cái trời, anh có món quà anh gửi em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Cái món quà này thì nó có hai cái ý nghĩa. Dạ. Một là cái ý nghĩa là anh gói quà có bao nhiêu khó khăn hay là cản trở gì anh cũng sẽ chinh phục được con tim của em. Và còn cái món quà ở trong á thì nó sẽ là bảo vệ cái làn da của em. Dạ, em mở ra để nghiên cứu thêm. Em có thể mở ra nghiên cứu, mở ra nghiên cứu. Anh nói hơi rối không hiểu. Gói là anh tự gói. Anh sẽ chinh phục gói quà kỹ quá ha. Dạ. Con trai mà gói khéo quá chị. Ờ. Thấy da cổ đẹp không? Dạ đẹp. Rồi, bảo vệ da. Dạ. Nữa hả? 8 cái hộp luôn đó. Còn nữa chị ơi. Ý là dù em có mặc bao nhiêu đồ anh cũng cởi hết. Đúng ý ông rồi. Bình tĩnh ngồi xuống mở đi em, mở tới sáng lận em. Anh gói kỹ quá. Rồi. Mở nữa đi em. Anh mở, mở nắp rồi nắp. Anh đi 1, 2, 3 đi em mở. 1, 2, 3. Ờ, chưa đâu em. Trời, anh chơi ác dễ sợ luôn. Thì ý anh nói là anh sẽ cho dù cái cản trở bao nhiêu thì anh cũng sẽ đến chinh phục con tim của em là như vậy đó. Chị ơi, còn một lớp nữa. Tới chưa? À, tới rồi chị ạ. Tới rồi ha. Hay da, cũng khổ cực lắm em ơi, tình yêu mà. Rồi, chúc mừng hai bạn. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Bây giờ làm một tấm hình để thử tay nghề nè, photographer nè. Sorry nha. Ok, được. Quà nhỏ muốn em cũng có quà. Cảm ơn con em. Dạ. Nó là gì vậy em? Dạ, đó là một quyển sách. Dạ. Anh đọc xong thì anh sẽ nói ý nghĩa quyển sách đó cho em nghe nha. Tại vì em cũng mới mua nên em chưa đọc, mà khi nào đọc xong rồi cho em mượn đọc nha. Ok. Đọc xong nhớ cho mượn đọc nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có một ít thời gian để cùng tâm sự với nhau kỹ hơn. Vì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món mì tương đen và món mì cay tại nhà hàng Di Madrid. Rồi, ăn, thưởng thức món ăn, nêu cảm nghĩ của mình và đặc biệt là phải tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn thật ngon. Dạ, không ạ. Thưa em thì nếu mà anh với em trở thành vợ chồng thì em có cái mục tiêu lớn nào không? Thì hiện tại thì em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm nữa mới kết hôn, nên là em cũng chưa nghĩ tới cái vấn đề là khi trở thành vợ chồng thì phải như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là để trở thành vợ chồng thì hai người nếu mà có một vấn đề hoặc là một cái gì đó, chuyện gì đó xảy ra thì mình nên chia sẻ với nhau để mình cùng giải quyết vấn đề để tốt hơn ạ. Thường thì nếu mà anh với em có, nếu mà có thành vợ chồng thì anh sẽ đặt cái mục tiêu lớn là trên hết. Dạ. Còn cái trong cái quá trình mình làm vợ chồng thì cái chuyện con có con thì là do số trời thì mình phải nhận thôi. Như anh nói ví dụ đi ha. Dạ. Thì mình có thể mua được 2-3 căn nhà ví dụ như vậy. Thì như vậy nó sẽ có cái mục tiêu cuộc sống hơn. Còn đối với em thì cái cuộc sống của em thì nó như thế nào? Dạ thì mục tiêu trước mắt là em muốn là ổn định công việc trước. Rồi sau đó thì em cũng muốn là mình sẽ tích kiếm một số vốn để mình có thể tự mua nhà. Đó là những mục tiêu và những định hướng sắp tới của em. Anh thấy em nói em dạy tiếng Anh á, anh cũng đang rất có nhu cầu học tiếng Anh. Bởi vì chị anh ở bên Canada. Dạ. Thì đang làm quốc tịch.
chuẩn bị mà chị anh nói anh phải đi học tiếng Anh. Nếu thực sự thì anh thay vì anh đi mướn người ta dạy thì anh nghĩ em dạy cho anh thì anh sẽ dạ em hiểu ý anh. Dạ hàng tuần thì em được nghỉ thứ bảy chủ nhật á, thế thì em sẽ dạy cho anh. Cảm ơn em, cảm ơn em. Dạ hiện tại còn em không biết đường thì anh có anh đây, còn muốn chụp hình thì có anh luôn. Anh sẽ chụp cho em những mô hình tuyệt đẹp nhất. Dạ cảm ơn anh. Hiện tại là anh đang sống cùng với ba mẹ hả? Còn em thì sao? Dạ hiện tại thì em đang sống cùng với chị em. Em ở nhà thuê hả? Dạ. Thuê ở đây sao? Thật sự thì nếu mà anh nói luôn là đầu tiên là anh phải có cái bổn phận làm con chứ. Dạ. Làm con là chăm sóc cha mẹ anh. Dạ đương nhiên rồi, cái điều đó là rất là quan trọng đối với bổn phận của con cái anh mình. Anh có một đứa em nữa. Dạ. Anh phải thay ba mẹ anh chăm sóc đứa em nữa, tại vì em anh còn nhỏ. Em của anh là bao nhiêu tuổi vậy anh? Học lớp 12. Dạ. Nhưng mà ba anh thì rất là lo cho em, cứ phải luôn luôn bên cạnh nó để chở nó đi học này kia. Dạ, anh là bé trai hay là bé gái ạ? Bé gái, bé gái. Dạ. Nên hai cái bổn phận đó anh phải đầu tiên phải đạt được trước. Dạ. Xong rồi anh sẽ mới lấy vợ. Và sẽ hoàn thành cái tài chính của mình để lo được cho người ta. Dạ. Dạ, dạ em mời anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Ủa anh có ăn cay được không ạ? Được em. Còn em thì sao? Dạ em ăn được. Anh thích nhất là ăn món gì vậy anh? Anh thích nhất ăn món món bò đó em. À bò kho được hả anh? Còn hải sản thì anh bị dị ứng nên anh không thể dùng được. Dạ. Mà sao em quyết định em chọn công việc là dạy tiếng Anh? Tại vì em cảm thấy là em hợp với làm việc, hợp với con nít hơn. Em rất là yêu thích những đứa con nít. Mỗi lần mà em tiếp xúc hoặc là nói chuyện với em cảm thấy giống như là em rất là nó lắm hả? Dạ em rất là yêu thương con nít. Tại vì anh cũng cần một người mà yêu thương con nít thì mới có thể dạy dỗ con mình được chứ. Khi mà anh mà chơi cùng những đứa con nít á, anh đừng có đóng vai là người lớn mà anh hãy đóng vai là những đứa trẻ chơi cùng với các bé luôn. Tại sao vì... không ăn? Dạ. Phải vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Dạ. Nếm thử món ngon của nhà hàng chuẩn bị cho mình chứ. Dạ. Nghe trò chuyện về chăm sóc con cái đồ á ha, con nít đồ ha. Rồi, sao em? Món mì đen nó như thế nào? Dạ ngon ạ. Dạ. Mì cay cay lắm không? Dạ tuyệt vời. Em thì cái độ cay của em thì đạt đỉnh được. Nhưng mà cái này nó quá nhẹ. Ồ, quá nhẹ vậy là. Nhưng mà nó rất là ngon thiệt. Đậm đà. Dạ đậm đà. Tôm tươi tươi quá ha. Dạ dạ. Em ghét nhất điều gì nhất ở người bạn trai? Em ghét nhất điều ở người bạn trai đó là gia trưởng. Em có phải là người gia trưởng không? Không hề có chuyện gia trưởng luôn. Em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Ba mẹ còn khỏe. Dạ, phụ lo cho cháu, hai chồng tung tăng. Sướng quá trời luôn đúng không? Dạ. Rồi, mời hai bạn bốc một lá bài để mà đọc cái yêu cầu trong này. Bạn hãy yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng việc khích đất. Sao đúng bài của em luôn á. Đúng bài luôn hả? Ừ. Chị muốn em khích bao nhiêu cái? Khoe body luôn ha. Bạn gái muốn bạn trai khích bao nhiêu cái? 10 cái đi ạ. 10 cái đi ạ. 1. Trời, hít sâu lắm nha. 5 6 7 8 9 10. Giữ body chuẩn ha. Rồi. Tay em gái. Dạ. Yeah. Nắm tay 30 giây và hãy cảm nhận. Cho bạn ấy mượn tay đi em. Hai bạn đứng lên nắm tay nhau đi. 30 giây rồi hãy nói cảm nhận của mình. Dạ được rồi ạ. Sao em? Dạ cảm nhận thưa là cảm nhận là tay của em thì hơi lạnh và tay của anh đó thì rất là ấm áp. Ấm là chắc nhiều khi mới hít đất nó nóng người á. Dạ. Còn em có cảm nhận gì? Dạ tay mềm mại đẹp. Bây giờ chị hỏi hai bạn thêm một câu nữa. Từ nãy giờ khi cánh cửa trái tim này mở ra, hai bạn đều đoán trật hết trơn phải không? Dạ. Cái cảm xúc đầu tiên của mình khi thấy mặt đối phương là mình nghĩ gì? Mời em. Dạ. Bạn nó rất đẹp và rất tuyệt vời. Và rất đúng với cái gu em tìm kiếm luôn. Trong lòng em hiện tại cảm thấy như thế nào? Dạ vui lắm. Vui lắm. Dạ. Còn em gái? Dạ cảm xúc của em là em cảm thấy là bạn trai này là một người rất là chín chắn. Và cách thể cách và cách nói chuyện thì em cảm thấy là bạn này có thể cho em được sự an toàn. Đó là những cái nhìn đầu tiên. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nút bấm này là nút bấm để bắt đầu cho một mối quan hệ nam nữ, không phải nút bấm để bạn bè tìm hiểu để có thể tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy trái tim mình rung động mới bấm.
cảm thấy không rung động, không bấm. Tại vì bấm nút trước sự chứng kiến của rất nhiều người, bạn bè, người thân, mọi người đang theo dõi chương trình nhá. Suy nghĩ thật chín chắn và đưa ra quyết định của mình. Nếu đúng là cơ hội rồi thì phải nắm lấy. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao hết thời gian mà cái lẹt tẹt nó làm chậm vậy? Cuối cùng là em có bấm hay không? Dạ có, mà tại em đẩy, em bấm nên sao nó không lên. Bạn trai có bấm hay không? Dạ có. Tại sao hít đất rất là mạnh mẽ mà bấm nút chậm vậy? Sau 3 tiếng đếm rồi mà vẫn chưa có đèn, vẫn chưa cháy. Trời, bấm quá trời. Được rồi, bây giờ thì cháy rồi, giờ bấm gì nữa? Dạ tại em tưởng nút này nó cạn á chị. Đúng rồi chị, em cũng nghĩ là bấm lên nó lên rồi, em đẩy hoài nó không lên. Dạ. Tình yêu đôi lúc cũng phải cần có sức mạnh em à, không phải chỗ nào cũng có cảm ứng đâu em nha. Dạ. Rất may mắn cho hai bạn. Trời. Nếu tôi khó tính là tôi không chấp nhận cái kết quả này đâu. Dạ. Nếu mà Tường không chấp nhận thì các bạn nghĩ sao? Dạ thì em nghĩ chắc lát nữa hẹn bạn ra uống cà phê. Trời ơi, thế bởi vậy thôi, qua đứng một bên đi. Được rồi. Dạ. Mình có xem chương trình Hẹn Ăn Trưa này nhiều không? Dạ, coi nát luôn á chị. Coi nát luôn? Dạ. Dạ, vậy bây giờ chúng ta hãy làm thủ tục đầu tiên. Thủ tục gì ta? Đừng có nói coi nát mà không biết là làm sao. Tại khi bấm nút làm cái kêu gì? Là hôn bạn nữ. Sao tự nhiên nhìn tôi chi vậy? Phải hôn tôi đâu mà nhìn tôi. Anh xin phép nha em. Dạ. Coi nát chương trình hết trơn. Cảm nhận như thế nào? Tóc thơm. Tóc thơm. Dạ. Cố gắng nắm thật chặt tay nhau nha. Dạ, hai dạ. Bạn còn rất trẻ. Ha, nhưng dạ, dạ, đoạn đường còn rất dài, hãy vun đắp cho cái cây hoa tình yêu này của hai bạn nha. Dạ, dạ. Sớm báo dạ. Tin vui cho chương trình. Đây gửi cho các bạn những tấm vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng đến đó để thưởng thức những bộ phim hay trong một không gian rất lãng mạn. Rồi chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Và bây giờ thì các tường xin chào tạm biệt thôi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình. 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn ơi. Nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển, mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Thì thật sự đối với em không quan trọng về cái đẹp hay không hay có tiền hay không. Nhưng mà em quan trọng hơn là ở cái cách đối xử, cách nói chuyện á. Em cảm thấy không có thiện cảm. Sự thật là vậy, tại vì tính em ngộ lắm. Khi người ta cho em cái gì thì em sẽ cho lại như vậy và hoặc nhiều hơn. Chứ tự nhiên có hai bạn hỏi anh không có cảm xúc thì người ta đã không có cảm xúc với mình, tại sao mình phải có cảm xúc lại? Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Là thú vị quá chị Tường, mỗi tập mỗi câu chuyện khác nhau, mỗi cái sự biến khi mà cái mà khoảnh khắc quyết định hai chị em mình không thể nào kiểm soát được những khoảnh khắc đó. Không thể nào kiểm soát được. Ông Mai bà mối chỉ kiểm soát là cái gì, khai thác nhân vật, lý lịch rồi dẫn dắt câu chuyện thôi, còn cái cảm xúc trong tim của người ta làm sao mình biết được. Mình lừa banh đâu, còn có suốt hay không là chuyện của họ. Đúng rồi, mình sẽ cố gắng hết cỡ chị Tường, cố gắng hết sức thôi. Tay nào cũng như vậy. Và bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình chúng tôi bước ra sân khấu. Hai bạn trai đã ổn định vị trí ngồi. Thì bây giờ tới đàn gái, mời hai cô gái xinh đẹp. Hi.
trai cô gái xinh đẹp của tôi. Bắt đầu giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha. Mời chàng trai ở ghế đỏ. Bây giờ mời em giới thiệu nè, em tên là gì? Dạ, em tên là Đoàn Nhất Dương, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1994. Hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Dương? Dạ, hiện tại quê em ở Bình Phước. Dạ, em cũng mới lên thành phố lập nghiệp thôi. Mới thôi, mới là bao lâu? Dạ, khoảng được nửa tháng. Cái gì, mới có nửa tháng thôi à? Dạ. Ồ, vậy hiện tại là em đang lập nghiệp, là em đang làm gì ở trên này? Dạ, hiện tại em đang làm phòng nhân sự ở công ty ở quận 1 ạ. Vậy còn lúc ở dưới quê thì mình làm gì? Dạ, em cũng làm phòng nhân sự nhưng mà ở công ty ở khu công nghiệp. Lý do gì mà mình lại chuyển đổi lên trên này? Dạ, em muốn lên thành phố là em muốn tìm một cơ hội mới. Mục đích thứ hai của em là muốn tìm một người phụ nữ luôn bên cạnh mình. Ủa dưới kia có người phụ nữ phải lên thành phố mới có được người phụ nữ hả? Thích ghét thành phố hả? Thứ nhất là em cũng muốn lên lập nghiệp và cũng muốn có bạn gái trên này. Thì hai người sẽ cùng nhau lập nghiệp và sinh sống ở đây luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á thì là chân thành, nhiệt huyết trong công việc. Còn điểm yếu của em á, mọi người cũng gặp đối tượng sẽ hơi nói nhiều tiếng. Em ngủ ngáy. Sao em biết em ngủ ngáy? Tại vì em nghe người ta nói. Người ta là ai ngủ chung với em? Em trai em. Và nói rõ cho để người ta là không biết người ta nào nha. Những lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Những lúc rảnh rỗi thì em chỉ đi vòng chơi với bạn bè. Dạ, cuối tuần là hay đi cà phê. Đồ đạc em thay xong là em không có treo lên mà em cứ để đó rồi từ từ em treo xong. Mà có giặt không? Dạ có chứ, trời ơi, phải giặt đầy đủ, không giặt rồi ra đường hôi. Là sạch sẽ, chỉ có hơi bề bộn xung quanh thôi. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Đó là những thông tin của chàng trai ngồi ghế màu đỏ. Giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ, mặc cái áo màu đỏ, cái đầm màu đỏ luôn. Trời ơi, màu trùng khớp luôn. Em giới thiệu về mình đi nè. Vậy là nói đầu tiên cho em Elina xin được gửi lời chào tất cả cô chú mọi người đang xem chương trình, cũng như là chào anh Đạt cũng như chị Cát Tường ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Elina. Đó là nghệ danh của em. Còn tên em là tên Trang. Em tên Trang. Em làm công việc gì mà có nghệ danh? Dạ hiện tại thì em đang làm streamer và mẫu ảnh. Streamer là streamer là livestream á, live game. Streamer. Dạ, streamer dạ. Hả? Là streamer là giới thiệu những mặt hàng đúng không? Dạ không ạ. Em livestream, em chơi đậu cụ hát hò cũng giống như em chơi game ạ. Dạ. Review những cái này nọ rồi xong rồi. Mẫu ảnh. Hello chị. Cho chị đẹp. Cho chị đẹp. Cảm ơn. Ngoài em thấy đẹp không? Chân chị Viên. Mẹ làm lắm. Rồi. Đó là bây giờ em quê quán em ở đâu? Dạ em là một người con đến từ đất miền Tây, đó là Cà Mau. Em ở đây được 21 năm. Năm nay em 21 tuổi. Không mà nguyên gia đình ở đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Quê ngoại hay quê nội ở Cà Mau? Dạ nội em ở Cà Mau ạ. Hiện tại thì em đang ở một mình. Em đang ở Gò Vấp. Em tự lập khá là sớm nên là em muốn cho em một cơ hội để tự làm hết tất cả mọi thứ để em trải nghiệm cái cuộc sống nó. Em tự lập được bao lâu rồi? Em mới tự lập được cái 2-3 tháng. 2-3 tháng kia người ta mới lên có nhiêu mấy tháng? Nửa tháng thôi. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em có một điểm yếu đó là kiểu hay kiểu bị nũng nịu, bị nhũng nhẽo. Thật ra thì giữ xương xương hơi dữ dằn dằn. Chưa mà nắng mà thất thường con gái mà ai cũng kiểu sáng nắng chiều mưa. Khi mà công việc streamer là căng thẳng là được thường là làm gì 24/24. Dạ đúng rồi. Khi mà stress thì em làm cái gì em giảm stress? Dạ em đi du lịch. Em mới đi du lịch về nè. Du lịch đâu ạ? Dạ em đi về quê em. Dạ em đi về quê em. Quê em. Cà Mau. Dạ đầu năm thì em đi Đà Lạt, xong em đi chơi gần, xong em vừa lên mấy ngày đây. Rồi, đó là thông tin của cô gái streamer ngồi ghế màu đỏ. Rồi, chào em trai cái xanh, em giới thiệu về mình nha, em tên gì? Lời đầu tiên em cũng vẫn muốn được chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và tất cả khán giả đã có những mặt hình quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Vinh Phúc và hiện tại thì em đã 25 tuổi rồi. Công việc của em hiện tại em đang là một freelancer, em chạy công việc tự do ấy chị. Và quê quán của em ở Lâm Đồng, tại thì em vẫn đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái công việc này là em bắt đầu từ thời sinh viên. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em có nghĩa là hơi tự tin. Tự tin nhất về điều gì ở bản thân? Đôi lúc mình cũng hơi ảo tưởng về nhan sắc của mình. Nhan sắc của mình. Ảo tưởng về nhan sắc hả? Tự tin về đẹp trai, không thể lúc nào mình cũng cười hả hả? Em hay cười. Với lại em lạc quan. Rất nhiều công việc của em nó hay stress. Thế cho nên em mỗi cái lần mà em stress là em hay rủ bạn bè của mình đi karaoke. Và em cũng có một đứa bạn
cùng đam mê của em là thích hát. Vì hát đam mê, dù mình không hát hay nhưng mình hát vì đam mê. Xét về điểm yếu thì em cũng không biết nhiều, nhưng mà có một cái điểm yếu là đô của em hơi yếu. Đô của em chắc khoảng 1 lon. Em nhậu ít mà ăn thì nhiều. Trong khi các bạn đang mới nâng ly 1-2 phát thì không biết là mồi đâu mất hết rồi. Há mồi quá trời mà cái tướng cũng nhon thấy không? Thì mới vậy. Thôi bây giờ mình nói nhiều làm gì, mình hát khúc đi. One day my father he told me, son don't let slip away. He took me in his arms, heard him say, when you get older, your white heart will live for younger day. Think of me if ever you are afraid. He said one day you leave the world behind. I wish I could escape it. I don't wanna think it. Wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, I'm a bad liar, bad liar. Now you know, you free to go. Yêu lắm, thương lắm và xa lắm, chứ đau lắm. Ai chờ, em chờ đợi ai. Em có chờ đợi anh không ạ? Xin chào. Xin chào. Rồi, tới phiên em gái một điểm màu xanh. Dạ, lời đầu tiên em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Hướng Đạt, chào chị Cát Tường và hai anh ở bên kia. Thì em tên là Phương Liên. Năm nay em 21 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối ngành kế toán của trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ công đoàn Bình Dương. Em thì em đến từ Bình Dương. Nhưng mà quê gốc của em thì ở thủ đô Hà Nội. Ba mẹ em vào đây định cư từ năm 96 rồi ạ. Hiện tại thì em học còn 1 năm nữa hả? Dạ hiện tại em đang học năm cuối rồi. Năm cuối rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em là một cô gái lì đòn. Lì đòn. Sợ quá vậy. Lì đòn là sao cơ? Dạ khá là gan dạ, với lại em tự thấy bản thân mình là có tính kiên nhẫn và chịu đựng cao á. Có hay bị ăn đòn không? Ba mẹ có hay quýnh không? Dạ ngày xưa đi học thì bị mẹ quýnh hoài luôn. Lì đòn ha. Đánh ham chơi đúng không? Có ham chơi không? Dạ hồi xưa học cấp 1, cấp 2 thì em chơi lắm, lì lắm. Còn có điểm yếu gì, điểm mạnh, điểm yếu gì nữa không? Ngoài ra thì em cảm thấy là mình là một food girl. Em nấu ăn giỏi. Dạ, em có thể nấu ăn, làm bánh từ heo thì cho tới nói chung là em có thể vỗ béo bạn trai, cũng có thể giúp bạn trai mình giảm cân. Thấy bạn trai chưa béo mà tôi chừng em béo trước à. Không, tại vì em đang trong quá trình giảm cân. Nhiều khi là ta phải thử đồ ăn trước rồi xong rồi mới biết là heo. Giống lạnh trung bạch vậy đó hả? Bình gì cũng khoái ăn uống lắm, Hiện tại thì em đang đi tập gym. Khi mà bản thân em căng thẳng hay là có gì đó khó chịu tức tối thì em sẽ tập boxing với lại anh BT của em. Ngon lắm à, tính đòn, lì đòn, còn lô con nữa à. Hai anh này quất một cái là hai anh nằm dài luôn, nó dở hoài. Có tập boxing nha, chứ bên đây là chất lắm á. Quay lại với chàng trai ở ghế đỏ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình rồi, đâu kể gì Tường nghe những cái gì mà ấn tượng động lại cho em sau khi mà trải qua 4 mối tình đó nè. Thật ra 4 mối tình đều có một điểm chung là em người thứ ba. Em là người thứ ba? Không phải, em bị cấm sừng, nói chính xác. Là em bị cấm sừng, cái sừng cũng dài dữ ha. 4 cái luôn đều cấm sừng hết. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em cấm sừng thật sự là em rất là buồn. Nhưng mà thêm một lần thì thôi không nói gì. Nhưng mà cả 4 lần mà mình đều bị cấm sừng như vậy thì em có rút ra cái kinh nghiệm gì không? Em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy không? Lỗi đầu tiên là cũng một phần do em. Bông lỗi đầu tiên là một phần do em. Tại vì em cũng không có hiểu tâm lý của con gái. Lỗi một phần do em. Tại vì em nói với họ là em muốn quen họ tới khi nào mà em cưới thôi. Lúc đó em cũng chưa nắm tay gì luôn chị. Trời đất ơi, hàng chi ta có người khác đúng rồi ông ơi. Đối với em thì cho dù người ta cấm sừng như thế nào nữa thì em cũng không cần, em cũng không cần phải rút ra kinh nghiệm gì hết. Quan trọng là mình cho đi là được rồi. Nhưng bản thân mình phải biết là tại sao người ta đang quen mình mà người ta lại có người khác chứ. Thì đôi khi có những cái điều mà mình có điểm xấu hoặc là mình không đủ hoàn hảo. Trong tình yêu không có thể nào em như vậy hoài là em sẽ còn bị nữa. Tại vì em không có sự quyết đoán trong tình yêu, em cũng không có cái sự mạnh mẽ trong tình yêu. Nói chung là em hơi bị nhạt. Thí dụ một lần không có gì mà 2-3-4 lần người quen mình người ta đều chọn người khác là mình phải coi lại bản thân mình. Rồi em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em chỉ cần người phụ nữ đó là
hiền, nói chung là đảm đang và biết chăm sóc hai gia đình nữa. Ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Em chỉ cần cao trên 1m55. Ok, hay quá, cố gắng lên chàng trai. Em, dạ. Tình yêu em sao? Em có hai mối tình, tình yêu em khá là vui vẻ. Đúng tình rồi. Yêu em lúc nào cũng sự ngập tràn sự vui vẻ. Có mà kể sự vui vẻ chút đi rồi hãy kể vì sao chia tay. Mối tình đầu là em quen được 1 năm. Cái người đó không ủng hộ nghề làm việc của em, nên em đơn giản lắm, em chọn công việc. Em chọn công việc. Dạ, mối tình thứ hai thì sâu sắc hơn xíu là người ta giúp em trưởng thành hơn, và cũng nhờ cái người đó thì em mới một phần sự giúp đỡ người đó em mới có được như ngày hôm nay và em ngồi đây. Ở cái thời điểm đó cả hai đều chưa có đủ sự trưởng thành, ở cả hai còn cái sự nó trẻ con và suy nghĩ nó chưa được chín chắn. Và em quen người đó được 3 năm. Bây giờ là tới chương trình là em có đặt ra một cái mẫu người đàn ông như thế nào không? Em thích cái sự thoải mái nên là em không thích cái sự ràng buộc lắm, bởi vì em là người phụ nữ hướng ngoại, kể cả sau này em có gia đình em cũng sẽ đi làm việc chứ em không phải là tiếp người ở nhà. Ngoại hình có cần thiết gì không ạ? Tao cao hơn em là được rồi. Cao hơn em là được rồi. Cỡ anh. À, mét 7 hả? Dạ, cứ đẹp trai như anh Đạt là được. Dạ, cứ đẹp trai như anh Đạt là được. Rồi. Được rồi, ta em đẹp trai được rồi. Biết bạn ấy là phải năng nổ thường xuyên đi du lịch. Dạ, nhưng mà biết đôi lúc cuộc sống hy vọng quá. Phải biết nhậu nữa nha. Biết nhậu mà chơi đánh bida, chơi thể thao với em. Dạ không, cái đó là một cái thể thao vui vui của em rồi ạ. Thể thao là nhậu hả? Buồn buồn từng nhậu 2 lần, vui vui từng nhậu 3-4 lần vậy. À, cái đó là em có thể kết bạn được với chị thôi, chứ còn đây em thất vọng nhiều, em thất vọng. Dạ không sao, còn biết chơi đánh cầu lông hay chơi đánh bida hay là chơi gì thì cứ rủ em. Em sẵn sàng. Người ta vui vẻ là được. Đó, cổ nói tùm lum la, em biết chơi môn gì không? Nhậu là bỏ karaoke. Dạ đúng rồi, môn biết karaoke nữa. Có biết một chút đó. Ừ. Nhậu được không? Dạ, nhậu thì chắc chắn là được rồi. Được luôn. Ừ. Được. Không phải đô mạnh không? Một lon. Đô mạnh không? Dạ không, em vẫn nói em đô một lon nhưng mà nhậu tới bến em vẫn nhậu được. À, đô một lon nhậu tới bến nhậu được là sao? Tới bến một lon. Mậu. Kiểu như là người ta uống một ly đi thì mình phúc một hớp. Trời ơi. Rồi thôi bây giờ vô tình trường nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình này của em cũng khá giống nhau, là hai bạn nữ đó nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, 3 đến 5 tuổi. Mối tình đầu tiên của em là hồi năm lớp 11. Thì lúc đó cảm giác là em cũng muốn thử xem là quen một bạn gái như thế nào, tại vì nhà em là má em sinh từ con trai không mà. Ừ, thế cuối cùng cảm giác sao? Cảm giác nói chung là cái mối tình đầu tiên của em thì nó không có dài cho lắm, tầm được 3 tháng. Lúc đó mà để nhắn tin cho bạn gái cho bạn đó thì em lúc nào cũng phải cố gắng kiếm được 3-5 ngàn để đi vô quán net để nhắn tin với bạn đó. Thực chất là hồi đó kiếm được 3-5 ngàn cũng là một cả vấn đề. Lúc đó em thường phải, nếu mà không có tiền em phải thường nhờ thằng em nói dối là mua bánh đó để cho em có một ít tiền để em lên mạng một chút để nhắn tin bạn gái. Và thời đó thì em ngây thơ thì em tán bạn đó rất là thế, bạn kiểu là em sẽ lên mạng em copy hết tất cả các câu tỏ tình em gửi một loạt cho bạn. Là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Tầm 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Bây giờ mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì rất đơn giản, em không quá trọng nhu cầu, em không quá trọng nhiều, nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể biết nấu ăn một chút, bởi vì bản thân em cũng biết nấu ăn, đi chợ như bao người. Ừ. Dạ. Như bao người. Về ngoại hình em không có yêu cầu quá cao ngoại hình, nhưng mà hy vọng bạn đừng nặng quá vì em sợ em bé không nổi. Phải tự tin chứ. Mình tự tin là mình nói em hết. Tự tin nhiều lắm mà bây giờ bây giờ đi kể ra những câu chuyện mà nó còn bị nhút nhát quá. Cô gái này bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. 2 mối tình. Em quen bạn đó là cũng tình cờ thôi. Nói là vậy chứ thật ra anh nó hơn em 4 tuổi. Thì lần đó học khác trường hay là dạ, ở ngoài? Lúc mà em còn đi học lớp 9 á, thì anh đó đã đi dân quân rồi. Hai bên gia đình cũng không có cho phép quen á. Với bản thân em cũng còn nhỏ. Mối tình thứ hai sao? Dạ, mối tình thứ hai là cũng cuối năm lớp 10. Em quen một bạn ở Khánh Hòa. Tự nhiên em vô cái group ở trên mạng xã hội Facebook thôi, rồi tình cờ có một người bạn đăng cái bài gì đó, em vào em bình luận. Sau này bạn nó đổi tính đó chị, bạn nó mê game quá, bạn nó vũ phu nữa. Trời ơi. Cuối cùng là ai nói tiếng chia tay, em hay là bạn đó? Rất là nhiều lần, nhưng mà do em thương quá, em lụy quá, em không giúp được.
Dạ. Rồi em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là không vũ phu rồi nè. Không có gia trưởng. Em không có quan trọng ngoại hình. Tính cách thì em muốn bạn đó có thể nghiêm túc một chút. Khó một chút. Lâu lâu em muốn bạn trai của mình khó với mình một xíu. Rồi hài hước một chút cũng được. Hài hước một chút. Bản thân em thì thích nấu ăn nên là anh thấy em vậy chứ em hay có mấy cái suy nghĩ của người già đó. Nghi hỉ người già là như thế nào? Ví dụ như là có thể sau một ngày làm việc mệt mỏi đi về cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau xem phim hay là cái đó bình thường chia sẻ gì đó. Nói chung là em khá là thích một cái chuyện tình bình thường bình dị như vậy. Bình thường với mọi người bình thường khác hả? Tại vì cuộc tình thứ hai của em bão táp phong ba quá không? Thiệt luôn á. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân nha. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Dạ em tên là Nguyễn Trung Nghĩa, em là trợ lý của bạn Elena. Trợ lý nói bậy là về trừ lương nghỉ việc á. Trợ lý á. Dạ em thấy là bạn ghế đỏ phù hợp với bạn Elena. Em thấy là bạn ấy là có chất là hiền với thật thà. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng là em vẫn còn giữ được cái vai trò trợ lý của mình ha. Ok, đừng chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Tia qua tia lại. Rồi, bây giờ các bạn chàng trai mình hãy năng động lên nè. Wow, nghe câu chuyện tặng bạn thì mình mong bạn lúc nào cũng luôn vui tươi và xinh đẹp như bó hoa. Móc gì ghê. Dạ, cái bên em thì em cũng không có gì nhiều, em chỉ có cái vòng tay. Cái này là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Tại vì trong những lúc mà anh ngặt nghèo, anh thường nhớ đến người này và anh muốn là cái này có thể sẽ bảo vệ em. Đó là gì ạ? Em không có gì ngoài sự ngọt ngào hết, cho nên hôm nay em cái bánh này tặng cho anh là nó tượng trưng cho cái sự ngọt ngào của em. Wow. Bây giờ cô kia có muốn tặng gì không? Có. Rồi, cho tặng đi. Đồ ăn. Dạ. Đồ ăn ai nấu à? Dạ em nấu ạ. Wow. Dữ ta. Món ở nhà. Món salad với lại món bánh mà em chuẩn bị ở nhà. Trời ơi, ăn tóc chu đáo. Cái này anh tự hay là để em đốt luôn? Cái này tôi ghen tị nha, hơi có sự ghen tị. Thôi cái này mà, ăn trước. Dạ. Không phải là món chầu bạc. Cái này dùng. Anh cứ ăn trước đi, tại vì món này ngày nào em cũng ăn mà. Đợi lúc qua đút lợi tới sáng mai luôn á. Không, cái này em ăn trước đi. Anh sợ em bỏ độc trong đây hả? Không. Vậy em xin phép nha. Em đút mà anh không chịu, anh bắt em phải ăn trước. Anh sợ em bỏ độc quá chị. Hay là không biết ăn thịt gà, không biết ăn salad. Có gì anh ăn được không? Ăn được. Thôi rồi. Trời ơi, tém tém là được. Nè Tường ơi, nè đây. Dễ thương quá trời. Rồi được rồi, ngồi xuống đi. Vô đội hình cũ lại đi. Chứ để tôi ghen tị quá. Sao cảm nhận về món ăn của cổ như thế nào, phát biểu coi nào. Ngon chị. Ngon phải không? Chắc là em đang đói nữa. Đang đói nữa phải không? Có bánh mặn, có bánh ngọt này là món ăn healthy nè. Thấy có khoai tây, có khoai lang rồi này kia, salad rồi ha, giảm cân với ức gà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chua rồi không à, ngon lành quá ha. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Ủa là gì? Nó nhiều cảm xúc quá giờ nó thành không cảm xúc luôn. Không cảm xúc luôn, không biết cảm xúc gì luôn, là không cảm xúc luôn à. Nó loạn luôn à. Trả lời rất thử. Nghe một chàng trai tự tin phát biểu nè. Cánh cửa trái tim mở ra, cảm xúc của em như thế nào? Em cảm thấy là hai bạn nữ bên kia cũng có khá là xinh. Mỗi bạn đều có một cái phong cách và một cái vẻ đẹp riêng của mình. Và em thấy bạn một cái đỏ khá là xinh và bạn này rất là tươi. Còn bạn phía bên bạn kia thì em thấy là mạnh mẽ. Và em thấy là bạn cái món ăn của bạn tặng cho bạn đỏ rất là
là tuyệt vời làm cho em nhìn em thèm chảy nước miếng nãy giờ phải không? Trời em nó đổi dạ anh ơi, cái bánh em tặng anh mình có thể dùng thử à? Dạ dạ mình có thể là tăng thêm cái vị ngọt. Không, nhưng mà trước khi ăn thì anh vẫn luôn là nhường phụ nữ ăn chứ. Nữ sao phụ nữ có đọc cái gì đó giờ ăn được. Bình tĩnh anh. Lắc quá vậy cơ. Đây anh tặng em là cái màu, màu này màu gì ạ? Màu hồng đúng không ạ? Đó tượng trưng cho sự lãng mạn đó. Dạ em có anh đừng gu quá. Anh đừng gu quá. Rồi. Dạ dạ rồi anh cũng dùng thử đi ạ. Ờ, mình phải có qua có lại chứ. Anh này em lấy cho anh. Ủa xanh tự dưng cho em chữ chung rồi. Cái gì vậy? Tin tưởng hy vọng rồi hả? Dạ đúng, xanh của hy vọng. Mình anh cho em đi. Dạ rồi, ok cảm ơn. Thôi mấy đứa ăn đi chị về. Thôi mấy đứa ăn đi chị về. Thôi vậy thôi, mình đứng lên. Có này á là cái nắp chai. Cho sự mình ăn xong á là mình đẩy lại. Cũng ăn cái này nha Tường. Để đẩy lại giùm cho. Ôi là như thế giới này là của hai cặp này á trời. À, mời em gái ghế xanh. Cánh cửa trái tim mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì nè? Em nhìn thấy hai anh em cảm thấy khá là hồi hộp. Và kiểu như là nó nhiều cảm xúc quá. Nữa hả? Rồi lúc mà anh bên ghế đỏ tặng cho em bông hoa, lúc anh bước tới em không nghĩ là bông hoa nó sẽ tặng cho em. À khá là bất ngờ. Đổ mồ hôi quá trời. Em bình tĩnh lại. Gái ở ghế đỏ, cảm xúc của em như thế nào? Dạ à, cảm xúc của em thì trước tiên là gặp được hai anh là em thấy vui. Và em vui hơn khi được nhận từ món quà từ anh ghế màu xanh. Nói thật lòng một xíu thì em thấy anh nó đỏ ghế đỏ khi mà kể chuyện á thì em thấy nó hơi nhạt nhẽo. Với lại khi mà hồi nãy mọi người hỏi anh thì anh bảo không có cảm xúc. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Thì thật sự đối với em không quan trọng về cái đẹp hay không hay có tiền hay không. Nhưng mà em quan trọng hơn là ở cái cách đối xử, cách nói chuyện á. Em cảm thấy không có thiện cảm. Sự thật là vậy, tại vì tính em ngồi lắm. Khi người ta cho em cái gì thì em sẽ cho lại như vậy và hoặc nhiều hơn. Chứ tự nhiên có hai bạn hỏi anh không có cảm xúc thì người ta đã không có cảm xúc với mình, tại sao mình phải có cảm xúc lại? Trong khi luôn có một người chân thành ngồi kế bên. Dạ đúng rồi. Em chỉ đón nhận và cũng như sẽ đáp trả lại như vậy hoặc nhiều hơn đối với những người có cái. Còn không thì em đó là không mong cầu. Đó là sự thực sự trong giao tiếp. Mà cái đó thì tùy theo mỗi người. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau về cái chủ đề ghen đi nha. À, em như nghĩ em có ghen không? Chủ đề ghen, ví dụ như em có cấm đoán bạn gái mình làm này làm kia, em có kiểm tra bóp, kiểm tra điện thoại bạn gái mình hay không? Em muốn tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của bạn, chứ em không muốn nó kiểm soát quá nhiều về vấn đề này. Nhưng mà ghen, vẫn ghen. Ghen, ghen mà ghen ngầm hay là ghen lồng lộn hay là có nói không hay là có rình rập đi theo dõi rồi này kia không? Dạ, vấn đề này thì thường là sẽ không thể xảy ra, tại vì đơn giản là em chỉ ghen trong những lúc mà có thể là bạn đó chụp hình với một bạn nam nào đó mà có thân mật thì em có thể có một chút sự ghen tuông, nhưng mà em nghĩ là chỉ đó em sẽ có nghĩ một cái trường hợp khác, bởi vì em sẽ suy nghĩ về hai chiều chứ em không nghĩ về một chiều quá. Ok, cảm ơn em. Còn em thì sao? Trong tình yêu thì khi mình thương thì khi mà một phụ nữ của mình đi chung với người khác thì mình chắc chắn mình sẽ có ghen, nhưng mà đối với em thì em không có ghen nhiều. Nhưng mà nếu em có ghen, em sẽ tìm hiểu trước khi em làm gì đó, em sẽ tìm hiểu. Sau đó mình mới quyết định quen ghen hay không. Còn tôi chắc chắn tình yêu là ghen chỉ cần người con gái của mình đi chung người khác mà thân mật hơn là chắc chắn mình sẽ ghen. Rồi, em nghĩ sao nếu như bạn gái của em mà muốn kiểm tra điện thoại của em? Ta chỉ bình thường. À, có nghĩa là không thấy ngại để cho cô ấy yên tâm, em sẵn sàng đưa luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. À, rồi còn hai em gái, em. Em thật sự khi mà nghe hai anh Tảo Anh bộc lộ cái quan điểm thì em biết sao, tại vì cái công việc của em á, thật sự em cũng chia sẻ đôi chút thì cũng giống như lúc đại em đã nói, thì thường những người tới với em, người ta sẽ là thấy chấp nhận được em, người ta sẽ bao dung, và em cần một cái người có sự bao dung. Tại vì nghề em làm mẫu ảnh thì ngoài chụp với các bạn nam ra thì chụp rất là nhiều, và em còn tiếp xúc với rất là nhiều nhiếp ảnh nữa. Kiểu chấp nhận cái công việc mình đang đều đặn. Dạ đúng rồi. Chứ thường thì hầu hết thì ai tới với em người ta cũng sẽ nói là ô anh hiểu được vấn đề công việc của em và anh thích em, thích công việc của em, anh chấp nhận em ngay từ đầu, nhưng mà về sau thì lại không.
vì cần dần vì đàn ông ta rất là ích kỷ, bản chất là dạ như đúng vậy. Rồi nếu mà nói không có thì không đúng, mà ghen thì em thì trước giờ em không có, nói thẳng ra là em không có ghen, không có biết ghen. Em có ngại khi mà bạn trai của em thường xuyên kiểm tra điện thoại không? Dạ không. Dạ em có cho quyền em để mà kiểm tra điện thoại không bạn? À cái đó là em nếu mà làm như vậy thì mất đi cái quyền riêng tư của bạn rồi, nên là cô bé này hiền quá vậy. Chắc là em cũng gửi tặng tới một người và hai anh bài hát đi. Ôi, tự tin lên nào. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đoá hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có một chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh đang ở dưới hàng ghế khán giả là có người muốn về nhà với em rồi đó. Dễ thương. À, hai chàng trai thì luôn luôn những người mạnh mẽ. Bây giờ thì một cái cơ hội, hai chàng trai của mình có ai muốn qua nói gì với cái người bạn gái nào nữa hay không? Rồi em ạ. À, ừ. Em muốn thì em cứ làm. Ờ, được đi ha. Chân bắt tay em phát được không? Cởi được này. Tay một phát. Anh cũng muốn hỏi là em xin, trong cái ngành nghề của em á, em có suy nghĩ gì là khi mà không, khi mà mình quay về trở về gia đình của mình á, về nhà của mình, em có luôn có thể thì cảm xúc thật của mình như là mình hơi trẻ con một tí, em có? Dạ, cũng như lúc đấy em có chia sẻ là em có một cái điểm yếu kỳ là em hay bị kiểu bị nũng nịu á. Thật ra em đi ra ngoài thì đó là chuyện bên ngoài, em có thể mạnh mẽ nhưng về nhà thì em vẫn là em vẫn là một người phụ nữ, và lã là phụ nữ thì có cái quyền yếu đuối. Hồi nãy em còn nói em biết đúng không, một chút đúng không? Dạ, nhưng mà em ít khi nói lắm. Ờ, không sao, anh có thể nói mà. Dạ. Tại bản thân anh từng phải đi tự bản thân mình đi chợ nấu ăn là bình thường. Ở quê anh ở đâu? Ờ, quê anh ở Lâm Đồng. Khi hôm qua nắm tay, rồi, cảm xúc, cảm xúc nói quá, nói luôn. Cái này để ra quán tôi ơi, mình nắm tay mình không có quan trọng bằng mình nắm được trái tim của nhau đâu. Em nghĩ là vậy, mình nắm tay thể mình đi về, sao mình nắm không được vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều. À, nhắm rồi, em muốn nói gì không? Đối với em thì mọi tình cảm hay là mọi lời muốn nói thì nó nằm ở kết quả bấm nút. À, không cần đi qua bển luôn hả? Đúng rồi. Rồi. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 à, em chỉ cần người phụ nữ đó là hiền. À, nói chung là đảm đang và biết chăm sóc hai gia đình mọi người. Em thích cái sự thoải mái nên là em không thích cái sự ràng buộc lắm, bởi vì em là một phụ nữ hướng ngoại. Em không quan trọng nhiều nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể biết nấu ăn một chút, bởi vì là thân em cũng biết nấu ăn, đi chợ như bao người. Không có gia trưởng. À, em không có quan trọng ngoại hình, tính cách thì em muốn bạn đó có thể nghiêm túc một chút. Dạ, bấm. Hết thời gian à. Trước mắt là mình đã có một cặp đó. Màu xanh, màu đỏ. Màu đỏ, màu xanh. Là chúng ta có một cặp. Hơi chéo. Nhưng mà bây giờ sao vậy cô bé? Dạ. Vì sao cô không bấm? Em cũng không biết phải nói sao, cảm xúc nó hơi lẫn lộn. Nhưng mà em cảm thấy nó ở cái mức giống như tình bạn, tình tri kỷ. Chứ em chưa có cảm nhận được
kiểu em cần một cái người nó thể hiện được cái sự mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Thì em cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc hiện tại của em thì có hơi một chút tiếc một xíu, nhưng mà em thì bình thường lắm, tại vì lâu rồi em cũng chưa có bạn gái nè. Chàng trai có một cái đa tài đó là quý giá, đó là sự tự tin. Lòng tự tin em đâu hết rồi, phải tự tin lên chứ. Rồi, đôi đầu tiên của chúng ta đứng chính giữa, nắm tay nhau đi hai bạn. Không cần bước qua nhắn nhủ gì, chỉ cần bấm nút ha. Chúc cho hai em sắp tới sẽ có những cái thời gian hẹn hò với nhau thật là thú vị nhé. Rồi bây giờ thì chị Tường xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt xích gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó chính là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Scoop Couple vừa được ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm một nửa của mình. Trong ứng dụng này sẽ có được tư vấn bởi ông Mai và mối là quý giá nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.